Dạ Bác kéo tay Thái Bạch bất ngờ, làm cho người cô đổ về phía trước. Thái Bạch ngã nhào vào lòng Dạ Bác, gương mặt hai người có chút bối rối. Điều này nằm ngoài dự tính của Dạ Bác, Dạ Bác hoảng hốt, trong lòng chửi thề, chết mẹ, xong, lỡ tay kéo mạnh quá. Lúc này, từ phía ngoài cửa truyền đến một giọng nói, "Sư tôn, ngày xong chưa, thuyền hoa đã sẵn sàng để khởi hành rồi ạ." Cánh trong phòng lúc này làm cho mọi người có chút đỏ mặt, Thái Bạch ngồi trên người Dạ Bác, tư thế có chút ám muội. Thái Bạch cố gắng rời khỏi người Dạ Bác, ấp úng nói, "Xin lỗi sư tôn, đồ nhi không cố ý nhưng cơ thể thái bạch có chút không như lời nói nhún nhún trên người dạ bắc một số cử động cọ sát làm cho cả người dạ bắc nóng bừng lên trong đầu nghĩ đừng có lộ xộn chứ chết mẹ rồi sợi vải màu đen luồn lách quấn lấy vòi nước gương mặt thái bạch cũng nóng bừng một tiếng hét thất thanh vang lên ra các phục và lại ngọc san bị tiếng hét kia làm cho chú ý hai cô gái lập tức đi tới phái căn phòng vội vàng mở cửa vào lo lắng hỏi sư tỷ làm sao vậy nhưng cảnh trước mắt làm cho hai người đứng hình thái bạch ngồi dưới đất còn Dạ Bắc đang đứng sừng sững nhưng cả người không mảnh vải, tất cả phơi bày trước mặt mọi người. Gia Cát phục tròn mắt, Sư Tôn, Sư Tỷ, hai người, còn lại Ngọc San lại cười rất khoái chí, thì ra hai người lén lút trong này, thật là, lại còn không thể gọi chúng ta cùng tham gia. Thì ra từ góc nhìn của Lại Ngọc San và Gia Cát phục thì tư thế của hai người kia cho chút kỳ cục, không kịp để cho Dạ Bắc và Thái Bạch giải thích, Lại Ngọc San đã kéo Gia Cát phục đi, vừa kéo vừa nói, "Vậy xê Sư Tôn với Bạch Sư Tỷ tiếp tục đi, chúng ta đợi bên ngoài." Gia Cát phục một tay bám cửa khâu chịu rời đi, nói lớn: đợi cái gì ta muốn chơi cùng hai người kia đi rồi cánh cửa phòng đóng lại dạ bác ho lên vài tiếng lấy lại bình tĩnh nói với thái bạch đang ngồi dưới đất thái bạch đi báo cho mọi mọi người một tiếng để nàng chuẩn bị lát nữa ta sẽ lên đường đến bí cảnh thái bạch có chút vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh đáp rõ dạ bác ôm mặt đau khổ xem ra lần sau không thể chơi ngu như thế này nữa nếu không người mất mặt mới là ta chiếc thuyền khởi hành đã được chuẩn bị chú đáo mọi người đã có mặt thái bạch nói với giả dạ bác, sư tôn trong chiếc nhẫn không gian này có một ít đồ sinh hoạt thiết yếu người cầm theo đi dạ bắc liền khen ngợi thái bạch chu đáo thật nha sau đó dạ bắc cùng san nhi tiến về phía con thuyền nói được rồi xuất phát thôi ba người ở lại liên lên từ tiếng tiếng dạ bác cùng sony sự tồn đi đường cẩn thận một thời gian ngắn sau chiếc thuyền đã đưa họ tới nơi cần đến san nhi quan sát một chút rồi nói có vẻ nơi này không phải cổng vào bí cảnh dạ bác liền đáp khi bí cảnh mở ra sẽ khiến không gian xung quanh không ổn định nhất là không chung cho nên chúng ta hạ thuyền ở đây sau đó đi bộ vào cho an toàn chứ nếu ngồi thuyền chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị cuốn vào trong không gian hỗn loạn lúc đó sẽ rất phiền phức san nhi nghe xong đáp thì ra là vậy xung quanh lúc này xuất hiện nhiều người hơn san nhi vừa đi vừa quan sát những người xung quanh bông có tiếng nói vị tiểu thư này có phải hai bị đang lạc đường không dạ bác cùng sản nhi lập tức nhìn về phía vừa phát ra tiếng hỏi ba đạo nhân mặc y phục màu xanh tiến đến vừa đi vừa giới thiệu xin chào chúng tôi là người của thánh chỉ thiên địa nơi này nguy hiểm rình rập khắp nơi nếu các vị muốn chúng ta có thể đồng hành tiến vào xâm lạc bí cảnh sam Nhi có chút đề phòng lạnh lùng đáp cảm ơn ý tốt nhưng không cần hai người chúng tôi tự lo được nhìn những người vừa xuất hiện kia gương mặt giả bác có ý cười nghĩ người của thánh tri thiên địa sau tốt ta còn chưa ra tay các người đã chủ động đưa đầu đến cho ta đám người kia nghe lời từ chối nhưng vẫn giữ hòa khí đáp vậy cũng được có câu gặp nhau là duyên phận xin tặng tiểu thư tấm lệnh bài này dù sao đi bộ từ đây đến sâm lạc bí cảnh cũng phải mất nửa ngày trong quá trình đó nếu có người gây khó dễ tiểu thư chỉ cần đưa tấm lệnh bài này ra là sẽ không sao sa nhi có vẻ muốn từ chối đáp chúng ta nhưng dạ bác đã nhanh tay nhận lấy tấm thẻ bài nói chúng ta xin nhận rồi dạ bác nhìn tấm thẻ bài trong tay nói tiếp cảm ơn thiên trì thánh địa đã ra tay giúp đỡ những hành động này của cậu làm cho sàn nhi và tên người của thiên trì thánh địa có chút ngạc nhiên tên nam nhân tóc xanh liền đáp không có gì cùng là tu hành giả đoàn kết giúp đỡ nhau là điều nên làm đám người của thiên trì thánh địa chuẩn bị rồi đi nói chúng tôi xin cáo tử, chúc hai vị may mắn dạ bác không đáp chỉ im lặng nhìn theo sàn nhi nhìn đám người của thiên trì thánh địa vừa đi khỏi nói với dạ bác thì ra thế giới bên ngoài cũng không thối nát như lời thái bạch tỷ tỷ nói ít ra thì vẫn còn rất nhiều người tốt nhiệt tình giúp đỡ người khác thái độ và suy nghĩ ngây thơ của sa nhi làm cho dạ bác hỏi vặn lại cô vậy người cho rằng gã vừa rồi vì sao lại chủ động bắt chuyện với người là vì cảm thấy người xinh đẹp nên muốn làm quen sao sa nhi bày ra bộ mặt ngơ ngác với những câu hỏi khó hiểu của dạ Bắc, cậu hỏi tiếp hay là muốn bảo vệ chúng ta cùng đi vào bí cảnh cho người cãi lệnh bài đó là xuất phát từ lòng tốt hay sao sa nhi dương đôi mắt long lanh nhìn dạ bác ngập ngừng hỏi chẳng lẽ không phải vậy sao dù sao chúng ta cũng không phải yêu nghiệt thiên tai với cả thực lực của chúng ta cũng không tạo thành mối uy hiếp gì với họ mà những câu nói giản đơn đến ngây ngốc này của san nhi làm cho dạ bắc ôm đầu bất lực mặt mũi nhăn nhó nghĩ xong nha đầu này có khi bị người ta bán còn nhiệt tình giúp người ta kiếm tiền luôn san nhi thấy thái độ của sư tôn như vậy liền nghiêng đầu tròn mắt hỏi sư tôn ngày sau vậy dạ bắc chỉ cấm lệnh bài mà người của thiên trì thánh địa vừa đưa hỏi san nhi biết đây là cái gì không thấy san nhi không đáp dạ bắc đưa hai ngón tay làm phép một luồng khói từ tay nối tới lệnh bài cậu nói nhìn cho kỹ những thứ vừa xảy ra trước mắt làm cho san nhi hết sức ngạc nhiên tròn mắt nghĩ đây là rồi cô nhìn vào thứ xuất hiện trên tay của dạ bác nói truy tung trận dạ bác trả lời không sai cơ duyên bên trong bí cảnh có hạn thêm một người tiến vào là thêm một đối thủ cạnh tranh dạ bác nói thêm vừa rồi hắn hỏi có phải người lạc đường là muốn thăm dò xem người đến từ thế lực nào nhớ đến những hành động của san nhi lúc đó giả bất cao giọng nói kết quả người lại thật thà quá trực tiếp khai ra chúng ta chỉ có hai người san nhi lúc này lập tức cảm thấy hối hận con người áp bắp xin lỗi Xin, xin lỗi sư tôn, Sa Nhi sai rồi, từ giờ mọi chuyện xin nghe theo lời sắp đặt của ngài. Dạ bác xoa đầu cô đệ tử nhỏ nói, nhà đầu, nhớ cho kỹ, thế giới này còn tà ác và dơ bẩn gấp nhiều lần so với tưởng tượng của người. Sa Nhi hai tay đan vào nhau, cúi đầu đáp, vâng, Sa Nhi xin khắc sâu lời dạy bảo của sư tôn. Rồi Sa Nhi lại dương đôi mắt tròn to nhìn dạ Bắc, thắc mắc, nhưng mà sư tôn, vì sao vừa rồi họ không động thủ sau khi biết thực lực của chúng ta? Dạ bác cùng Sa Nhi tiến về phía bí cảnh, vừa đi vừa đáp, cái này sao, vừa rồi có rất nhiều thế lực đang nhìn bọn chúng vì cái gọi là mặt mũi của thánh địa cho nên mới không ra tay có lẽ hiện giờ đang dình dập đợi cơ hội khác cũng nên sa nhi lại thắc mắc nếu là vậy sao chúng ta không vứt quách lệnh bài đi cho rồi lỡ như lỡ như bọn chúng phải người tới gây chuyện với chúng ta thì phải làm sao giờ không chút lo lắng đáp thế thì càng tốt chứ sao sa nhi ngạc nhiên đáp càng tốt dạ bắc gương mặt trở nên bí hiểm nói ta còn đang lo chúng không dám đến gây chuyện đây ở trước mặt hai người là rừng cây xanh ngát dẫn đến một ngọn núi trước cửa bí cảnh rất nhiều cường giả võ hiệp từ khắp các môn phái đã tề tựu tại đây hai đệ tử của môn phía nào đó thân mặc ý phục màu tím tiền bối lớn tuổi đang nói với đệ tử trẻ tuổi đi cùng sau khi vào bí cảnh có thể lưu lại trong đó tối đa 10 ngày 10 ngày sau bí cảnh sẽ tự động đã người ra ngoài nhớ cho kỹ sau khi chu kỳ 10 ngày kết thúc ai giữ được lệnh bài bí cảnh trên người sẽ nhận được các loại phần thưởng có cấp bậc khác nhau càng nhiều lệnh bài phần thưởng sẽ càng chân quý nghe những lời dặn dò từ tiền bối kẻ hậu bối kia liền đáp rõ tiền bối ở một góc khác hai người nam nhân nọ cũng đang bàn tán nam nhân tóc dài nói nghe nói mấy trăm năm qua tam đại thánh địa lấy được nhiều nhất là một trăm cái lệnh bài bí cảnh nhưng từ khi xâm lạc bí cảnh bị phát hiện ra chưa từng có người cầm được lệnh bài của biết cảnh này nam nhân áo đen đô con bên cạnh cũng tiếp lời đúng ta cũng từng nghe tin đồn này rồi dạ bắc liếc mắt sang nhìn nam nhân áo đen kia nói tiếp bởi một khi gom được toàn bộ lệnh bài không chỉ thể trở thành chủ nhân khống chế xâm lạc bí cảnh mà còn cứ mỗi 50 năm lại có thể lấy ra vật phẩm cao quý nhất của bí cảnh dạ bắc đưa tay chống cằm suy tư bảo sao suốt hành trình đám thiên trì thánh địa không đến gây chuyện với chúng ta thì ra là chờ thả dây dài câu cá lớn hả dạ bác cùng xanh nhi nhớ đến những bóng đen đứng trên cây dạ bác nghĩ trước thì đưa tặng lệnh bài có truy tung trận đợi sau khi vào biết cảnh mới tìm cơ hội giết người đoạt báo làm như vậy vừa đảm bảo được thanh danh của thánh địa vừa giảm thiểu khả năng đắc tội với thế lực đứng sau lưng chúng ta nếu có hay không thể không khen đây chính là phương án hữu hiệu nhất tất nhiên đám người thánh địa kia đã đánh giá quá thấp dạ Bắc cậu nghĩ cơ mà thánh địa các người cũng tính sai rồi bởi lần này thế lực sau lưng trực tiếp đến bí cảnh nhà. Sa Nhi thấy Dạ Bác im lặng không nói gì, liền hỏi: "Sao vậy sư tôn, có gì bất thường sao?" Dạ Bác trả lời: "Không có gì, chúng ta đợi một lát." Cánh cửa bí cảnh sáng lên, từ từ mở ra. Không gian tối tăm huyền bí phía sông lấp ló sau cánh cửa đang dịch chuyển. Người của Thiên Trì Thánh Địa liền lên tiếng: "Đây là, người bên cạnh đã tiếp lời, có lẽ là sắp bắt đầu rồi." Thấy cánh cửa bí cảnh đã mở ra, Sa Nhi liền nói với Dạ Bác: "Sư tôn, chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi." Dạ Bác vẫn đứng yên, đáp: "Không vội." bên trong bí cảnh vô cùng rộng lớn sớm muộn mấy phút cũng không có gì khác biệt thái độ này của dạ bác làm sang có chút ngạc nhiên cô quay sang nhìn sư tôn thắc mắc tốt cuộc sư tôn đang toan tính điều gì dạ bác vẫn đứng im khuôn mặt nghiêm nghị nhìn về phía cánh cửa bí cảnh 10 phút sau lần lượt từng đệ tử các môn phái đã đi vào bí cảnh hai sư đồ dạ bắc vẫn đứng trước cửa xâm huyền bí cảnh bên ngoài còn có các nữ nhân của tinh diệu thánh địa y học bó sát nhan sắc mỹ miều bên cạnh còn có sư đồ trang phục võ môn tím đậm của xx thánh địa hai thầy trò dạ bắc và san nhi vẫn đứng im lặng quan sát phía đám người thiên trì thánh địa vị trưởng bối dẫn đầu đang nói với các đệ tử bắt đầu vào đi lần này có thể lấy được phần thưởng cuối cùng hay không dựa vào các ngươi đám đệ tử phía sau liền cúi đầu đáp vâng chúng đệ tử sẽ cố gắng mấy tiếng nổ ầm trời vang lên tất thảy các đệ tử thiên trì thánh địa im lặng cúi đầu lão trưởng bối thiên trì nhận ra điều kỳ lạ quay đầu nhìn tiếng xe gió soạt soạt tiếng người kêu lên thất thanh có thứ gì đó lao qua các đệ tử thiên trì thánh địa khiến bọn họ trao đảo những tiếng kêu thảm thiết vẫn tiếp tục vang lên tiếng với trưởng bối quát lớn khốn kiếp dừng tay lại cho ta ông ta tiến đến phá tan trận quyết vừa đánh gục các đệ tử đệ tử tóc xanh lắp bắp nói đây đây là sư tôn của hắn tức giận chửi thề khốn kiếp dạ bác cùng san nhi bay lướt qua người trưởng bối thiên trì thánh địa đắc ý nói chúng ta đi trước một bước nha câu nói này của dạ bác làm cho ông ta tức sôi máu ánh mắt căm hận gầm lên giết người còn muốn chạy quay lại ngay cho ta tay đã vận công linh lực tỏa ra vị trưởng bối của thiên trì thánh địa đánh ra một đại trưởng hình bàn tay với các móng vuốt sắc nhọn giáng xuống sư đồ dạ bắc hai người nhanh nhẹn tránh dạ bắc liếc ánh mắt sắc lạnh tay phát ra một đạo hỏa quyết nói ngớ ngẩn dạ bắc đánh ra một chiêu gương mặt cậu vẫn bình tĩnh lạnh lùng nói tạm biệt tên trưởng bối thiên trì thánh địa hét lên quân khốn kiếp trưởng pháp của hắn bị hóa giải một cách dễ dàng hắn tức giận lao theo dạ bắc và sa nhi vào cửa bí cảnh tiếng động lớn vang lên đại trưởng pháp cùng ông ta lao mạnh vào trụ đá thiên trì trưởng bối đau đớn ngã xuống đất đá vụn rơi vào người ông ta chứng kiến chuyện vừa xảy ra người của ích thánh địa không khỏi bàn tán một nam nhân tóc bạc nói hai người vừa rồi cũng to gan quá đi dám tranh giành với cả thiên trì thánh địa nam nhân bên cạnh liên tiếp lời mà hình như tên đánh lén mới chỉ là thông huyền cạnh tuần 6. người còn lại thậm chí còn thấp hơn thông huyền cạnh tầng 1, một người khác liền lên tiếng quán làm gì 10 ngày sau ra ngoài bọn chúng chết chắc đám người thiên trì thánh địa còn lại đứng trước cửa bí cảnh dẫn dữ quát lớn là ai rốt cuộc hai kẻ vừa rồi là ai mấy trăm năm qua chưa từng có bất kỳ kẻ nào dám vượt mặt thiên trì thánh địa chúng ta tên đệ tử tóc xanh liền cúi đầu nói khởi bấm trưởng lão việc này vài ngày trước đệ tử có từng gặp hai người đó hãy nghe vậy thiên trì trưởng lão liền gấp gáp hỏi cái gì mau nói chuyện hai ngày trước ba đệ tử của thiên trì thánh địa gặp dạ bắc và san nhi đưa cho họ tấm lệnh bài nói gặp được nhau chính là duyên phận xin tặng tiểu thư tấm lệnh bài này dù sao đi từ đây tới xâm lạc bí cảnh cũng phải mất nửa ngày trong quá trình đó nếu có người gây khó dễ tiểu thư chỉ cần đưa tấm lệnh bài này ra sẽ không sao dạ mất liền lập tức nhận lấy thầy san nhi và nói vậy thì cảm ơn thiên trì thánh địa đã ra tay giúp đỡ kẻ xong tên đệ tử đưa cho vị thiên trì trưởng lão tấm lệnh bài nói tiếp chuyện xảy ra là như vậy đệ tử tuyệt đối không dám nói dối nửa câu thiên trì trưởng lão phi các tấm lệnh bài về phía đám người của ích thánh địa và tinh diệu thánh địa hai vị trưởng bối nhận lấy lệnh bài chăm chú quan sát thiên trì trưởng lão giải thích đây là lệnh bài duy tùng trên đó có ấn ký của hai kẻ vừa rồi nữ trưởng bối của tinh diệu thánh địa liền lên tiếng lão nghiêm đừng tức giận như vậy chứ xét thấy ngươi cũng tội nghiệp ta nhất định sẽ để đệ tử áp giải hai người kia ra cho ngươi nhưng thiên trì trưởng lão lại lạnh lùng đáp cô cút ngay từ giờ trở đi đừng có nói chuyện với ta Gương mặt ông ta cau có, ánh mắt lườm lườm nhìn về phía cửa bí cảnh nghĩ chỉ cần các người ló mặt ra ngoài, ta nhất định sẽ chém thành muôn mảnh. Dạ bác cùng Sa Nhi đã đi vào phía trong bí cảnh, trong này khá im ắng, chỉ có tiếng động của lá cây. Sa Nhi vừa đi vừa nhìn Dạ bác nghĩ trời ơi, rốt cuộc mình đang đồng hành cùng dạng nhân vật gì đây? Không chỉ trắng chọn mưu sát đệ tử tiếng anh của thánh địa, cướp đi toàn bộ lệnh bài của chúng, lại còn dám khiêu khích thiên trì bán đế, thật điên cuồng. Thấy sản Nhi nhìn mình nãy giờ, Dạ bác liền quay sang hỏi sao thế? dợ dạ, Sa Nhi liền đáp ó có sư tôn ở đây, San Nhi không sợ. Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng. Dạ Bắc Tâm, đừng nghĩ nhiều, chúng ta không cần phải nói đạo lý với đám thánh địa không muốn mặt mũi này. Nhưng San Nhi vẫn lo lắng. À, nhưng mà chúng ta còn chưa thu hoạch được gì mà đã đắc tội với thiên trì thánh địa, nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đến lúc ra ngoài, chúng ta phải làm sao giờ? Những lời nói của San Nhi làm Dạ Bắc không hài lòng, liếc mắt lạnh lùng nói: Đắc tội với bọn chúng sau, là chúng bất nhân trước, vậy cũng đừng trách tao bất nghĩa. Huống hồ chỉ là mấy tên bán đế mà thôi, không việc gì phải lo lắng. Những lời nói của Dạ Bác làm Xanh Nhi giật mình nghĩ, mấy, chỉ là mấy tên bán đế, sư tôn, vì sao ngài luôn khiến người khác phải giật mình không thôi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không để ý trước mặt đã xuất hiện một con mãng xà lớn, đang dương mắt nhìn bọn họ, Sanh Nhi lập tức kêu lên sợ hãi, rắn. Cô lập tức sợ hãi, nép vào cánh tay Dạ Bác, vừa ấp úng nói, sư tôn, có rắn, to. Ờ. Gương mặt Dạ Bác không có chút suy chuyển, vẫn bình tĩnh nói, xuyên tâm bán xà, tốc độ rất nhanh, thực lực ngang ngửa thông huyền cạnh tầng 3, chỉ là một loại dã dạ thú bình thường mà thôi, không có gì phải sợ dựa vào thực lực của người cũng có thể dễ dàng chém chết nó những lời này không thể làm san nhi hết sợ hãi cô tiếp tục dựa vào người dạ bác nói nhưng nhưng mà san nhi sợ rắn lắm chút cọ sát gần gũi này làm cho dạ bác có chút ngại ngùng nhưng vẫn cố gắng giữ giọng nói lạnh lùng vậy nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là giết nó nếu không ta sẽ bỏ mặc ngươi lại nơi này san nhi lập tức kêu lên sư tôn vì sao chứ san nhi dùng ánh mắt long lanh ôm cánh tay dạ bác lắc lắc giọng nói nũng nịu sư tôn ngài là tốt nhất ngài xem san nhi rất sợ rắn Dạ Bắc liền lạnh lùng, nịnh ngọt vô hiệu. San Nhi lập tức bông cánh tay Dạ Bắc ra, làm bộ giận dỗi nhìn con mãng xà nói, không phải chỉ là một con rắn thối thôi sao, chả lẽ ta còn không giết nổi nó. Con rắn há to miệng, gầm lên những tiếng đáng sợ. Lập tức hành động này của con rắn đã làm cho San Nhi mất bình tĩnh, hét lên sợ hãi, nhảy lên đu trên người Dạ Bắc. Bộ ngực khủng bố của San Nhi lại ép sát vào mặt Dạ Bắc, làm cho cậu đứng hình. Tiếng cộc đầu vang lên, Dạ Bắc tức giận nhấc San Nhi ra khỏi người của mình, nói, trốn cái gì mà trốn, ta nói cho ngươi biết con rắn này chẳng có tí sát thương nào dạ bác chỉ vào con mãng xà to lớn ra lệnh cho san nhi mau giết nó đi chú ý nếu ngươi bị nó cuốn lý sẽ không có cách nào cứu san nhi đã vâng san nhi rút kiếm của mình ra cả người hừng hực khí thế nhìn con mãng xà nghĩ được rồi đây là cơ hội để ta đại chiến phong thái biểu hiện thật tốt trước mặt sư tôn con mãng xà cũng bắt đầu tấn công hát to cái miệng với cái lưỡi đỏ lòm và đôi nanh sắc nhọn về phía san nhi san nhi thi triển kiếm quyết phía sau cô xuất hiện một đóa đại liên kiếm quyết thanh liên kiếm tức thứ năm thỉnh liên độc tú, San Nhi lao vào quyết chiến với con mãng xã. Chỉ một kiếm chém xuống, đầu con mãng xà đã lìa khỏi xác. San Nhi nhẹ nhàng tiếp đất, phía sau cô thân con mãng xà đổ ập xuống đất. Nhìn xác con mãng xà, San Nhi reo lên vui mừng như một đứa trẻ. Ta thật là châu nha, vậy mà có thể tự mình chém chết một con đại mãng xà. Một âm khí vụt qua vai San Nhi làm cho cô hoảng hốt. San Nhi tức giận nhìn Dạ Bác đang đứng trên một cành cây cao nói: Sư tôn, ngài. Dạ Bác cất lên tiếng dạy dỗ. Ngươi còn mất cảnh giác như vậy, ta sẽ thay Thái Bạch tỷ của ngươi dạy dỗ ngươi một trận sa nhi có chút không hài lòng khoanh tay nói vì sao chứ rõ ràng ta tự dựa vào năng lực của mình để chém chết nó vì sao sư tôn còn rồi sa nhi liếc mắt nhìn đầu con mãng xà vừa bị mình chém đứt vẫn đang mở chừng mắt nhìn cô nghĩ đây là dạ bắc từ trên cành cây cao nhảy xuống giải thích một loài yêu thú mãng xà tên thất thốn trí tử tuy chỉ là yêu thú phổ thông nhưng nó sống dài hơn cả những loài mãnh thú khác rất nhiều chỉ chém đụng đầu là chưa đủ phải trực tiếp đánh thủng hộp sọ nó mới có thể khiến nó chết hẳn nghe những lời này của dạ Bắp sa nhi ngại ngùng cúi mặt đáp, vâng, San Nhi hiểu rồi, San Nhi nhất định sẽ nhớ thật kỹ. trong lòng có chút xấu hổ, trời ạ, à, vừa, thật là xấu hổ chết ta rồi. Dạ Bác tiến đến, lấy từ phía trên đầu con mãng xà một viên ngọc màu đỏ. Dạ Bác ném viên ngọc cho San Nhi nói, nha đầu, cầm lấy đi. San Nhi cầm viên ngọc đó lấp lánh, còn dính chất lỏng sền sệt nhấp nháp. San Nhi có chút ghê sợ, run run nhìn viên ngọc nhận xét, mặc dù nhìn thứ chất nhầy này thật buồn nôn, nhưng có vẻ trong viên ngọc này có ẩn chứa một luồng năng lượng thần bí nào đó. Dạ Bác nói với San Nhi. Bình thường thông huyền cảnh yêu thú sẽ không có yêu hạch, cho nên viên đá này hẳn là sản phẩm đặc trưng của bí cảnh, người truyền linh lực vào nó để thăm dò, chắc sẽ phát hiện được chỗ huyền bí." San Nhi lập tức đáp, rõ. sư tôn." San Nhi lập tức vận công, chuyển linh lực vào trong viên đá để cảm nhận nguồn năng lượng thần bí kia. Năng lượng từ viên đã bắt đầu trôi vào trong cơ thể San Nhi, cơ thể cô hấp thụ năng lượng lập tức thăng cấp, từ thông huyền cảnh tầng 6 lên thông huyền cảnh tầng 7. Cảm nhận tu vi của mình, San Nhi vui sướng reo lên, "Đột phá rồi, vậy mà ta có thể đột phá từ thông huyền cạnh tầng 6 lên tầng 7!" mà không gặp chút trở ngại nào. Dạ bác nói, quả nhiên như ta nghĩ, e là loại đồ vật như thế này là cơ duyên trong xâm lạc bí cảnh, vừa rồi gia tăng tu vi lại vừa đồng thời phá giải gông cùm xiềng xích. San Nhi vui mừng quay sang nói với Dạ bác, San Nhi cảm ơn sư tôn đã ban thưởng. San Nhi nhìn Dạ bác ngại ngùng nghĩ, xem ra sư tôn rất thích ta phải gặp được loại đồ tốt như thế này đều là cho ta dùng trước. Trong rừng sâu, truyền tới tiếng kêu cứu lớn, cứu mạng, có ai không, cứu với. Dạ bác nói với San Nhi, đi, qua nhìn một chút. San Nhi có chút lo lắng nói, sư tôn, này liệu có phải cả bẫy đang chờ chúng ta dạ bắc giọng đầy bí hiểm giết yêu thú nhiều rồi cũng nên đổi sang người cho đỡ nhàm chán hai người dạ bắc và san nhi nhanh chóng dịch chuyển đến nơi phát ra tiếng kêu cứu trước mặt họ một nữ nhân tóc vàng nằm trên đất yếu đuối kêu lên cứu làm ơn san nhi lo lắng quay sang hỏi sư tôn chúng ta có nên cứu dạ bắc cười lạnh một tiếng không nói gì hắn vung tay một cái luồng đạo quang lam sắc liền phóng ra bắn về phía nữ nhân kia nữ nhân xoay mình điêu luyện tránh né sau khi quay một vòng cô ta nhẹ nhàng hạ xuống nhìn về phía dạ bắc nữ nhân lên tiếng nói giọng điệu có chút nũng điệu, tiểu ca ca không ngờ trong người bề ngoài anh tuấn thư sinh vậy mà tâm địa bên trọng lại tương phản hoàn toàn nha không hổ là người dám cướp tất cả lệnh bài của thiên trì thánh địa sa nhi nhìn kỹ nữ nhân kia đáy mắt ánh lên tia kinh ngạc cô ta là đệ tử tinh anh của một trong hai thánh địa còn lại nhưng sư tôn đã loại bỏ tất cả người của thánh địa ra khỏi ván cờ này rồi mà làm cách nào mà người này vẫn có thể tìm thấy chúng ta hai người lúc này đã bị bao vây từ phía dạ bắc lạnh giọng nói người của tinh diệu thánh địa cá ngươi trốn tới trốn lui như vậy để làm gì chỉ là đối phó với hai người có tu vi thấp như chúng ta mà cũng cần phải đánh lén nếu nhân kia lộ ra bộ mặt đầy nguy hiểm cả thân người phát ra quang mang nhếch mép khinh thường nói đối với hai con ếch lải nhải ta chỉ cần dùng một tay là đủ sa nhi sợ hãi bám vào tay áo của dạ bắc bày tỏ ta dù sao cũng được coi là thiên tri kiều nữ ở la quang thành làm sao đến nơi này lại thành một phế vật yếu ớt nhỏ nhoi ngay cả một đám người mai phục ngay bên cạnh cũng không phát giác ra được dạ bắc bật cười hắn nhẹ giọng trấn an nha đầu đừng suy nghĩ nhiều tu vi của chúng ta đều cao hơn ngươi ngươi không phát hiện ra hành tung của chúng cũng đều là điều bình thường hơn nữa ngươi nên biết một chuyện với năng lực trộm cắp của lũ tinh diệu thánh địa chúng mà là thứ hai thì không ai dám nhận thứ nhất sa nhi nghe thế thì bụng miệng cười đáp vâng sư tôn nhất định sa nhi sẽ nhớ thật kỹ bên kia đám người tinh diệu thánh địa nghe hắn nói mà không khỏi tức giận lập tức tung ra đòn kết hợp mỗi người vung ra kiếm khí sắc bén đánh về phía dạ bắc miệng hét lên đe dọa ngươi vừa nói cái gì dám vũ nhục tinh diệu thánh địa đi chết đi phía bên dạ bắc hai người vẫn còn đang nói chuyện nha đầu ngươi biết thanh liên kiếm pháp thức thứ chín chứ san nhi đáp ó san nhi có biết tia ánh sáng lam sắc kia tiến lại gần san nhi hét lớn nhắc nhở sư tôn coi chừng kiếm khí dạ bắc liền phất tay vài cái đánh tan tia kiếm khí đám người tinh diệu thánh chỉ thấy vật thì hoảng hốt nữ nhân tóc vàng lúc đầu vội tập hợp linh lực phóng ra giải đạo hào quang chói lóa đầy uy lực dạ bắc không hề nao núng hắn ôm người san nhi bay lên tránh né duy trì trạng thái lơ lửng trên không trung dạ bắc nói với san nhi có lẽ thái bạch còn chưa tiết lộ với ngươi thật ta thanh liên kiếm pháp thức thứ 9, không phải múa kiếm một mình Nếu nhân tóc vàng đứng dưới mặt đất tay kế ấn hướng về phía hai người dạ bắc kia nói lần này ở trên không trung để ta xem các ngươi tránh bằng cách nào chiêu thức kia một lần nữa được bắn ra mục tiêu chính là san nhi cùng dạ bắc nhưng dạ bắc vẫn rất từ từ giảng dạy được rồi đã vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi mở mang một chút về thanh liên kiếm pháp một thức chân chính cuối cùng dạ bắc rút kiếm kết thành chiêu thức thanh liêm kiếm vũ một đóa hoa sen nở rộ hiện ra những cánh xe nhẹ nhàng bay ra rồi hợp lại trên thanh kiếm những tia quang mang màu tím tràn ra bao trùm toàn bộ kiếm đám người tinh diệu ai nấy đều ngạc nhiên cùng hoang mang nói với nhau cái quái gì không phải vừa rồi hắn mới chỉ là thông huyền cảnh nhất trọng sao không thể nào lực lượng này có thể sánh với một kích toàn lực của thần đỉnh cảnh đỉnh phong làm thế nào mà hắn có thể thi triển được dạ bắc cùng sa nhi kết hợp kiếm pháp một quả cầu màu tím mang theo sức mạnh khủng khiếp được hình thành những tia lửa điện cũng phát ra xung quanh một kiếm thanh liên chém xuống uy lực mạnh mẽ được thể hiện tiếng nổ lớn phát ra mặt đất dưới chấn động mà nứt vỡ đất đá văng lên từ phía qua một lúc không gian yên tĩnh trở lại hai người dạ bắc san nhi nhẹ nhàng tiếp đất mặt đất lúc này hình thành một cái hố lớn xung quanh là liệt những thi thể của những người tinh diệu thánh địa kia dạ bắc nhếch môi khinh thường nói chỉ vậy thôi à dạ bắc lại liếc sang san nhi hỏi thế nào sợ lắm hả san nhi nở một nụ cười trong lòng cảm thán oa không ngờ sư tôn lại ân cần hỏi han quan tâm đến ta như vậy cô lên tiếng đáp không sợ chỉ cần có sư tôn ở đây san nhi chưa kịp nói hết Dạ Bắc đã ngắn lời, không sợ thì tốt. Hắn ra lệnh, mau đi xử lý những cái xác này, tiện thể lột hết lệnh bài của chúng về cho ta. Nghe vậy, Sa Nhi liền cứng đờ cả người, ánh mắt long lanh nhìn về phía Dạ Bắc như biểu lộ, sư tôn, có thể không làm được không? Người ta đang rất sợ hãi mà. Dạ Bắc không hiểu ý của cô là gì, hắn hỏi, sao? Có ý kiến? Sa Nhi không khỏi khóc ròng, mêu mao nói, rõ, thưa sư tôn. Sa Nhi phụng phịu làm theo lời của Dạ Bắc yêu cầu, vừa làm vừa bất mãn lẩm bẩm, hừ, người đâu mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Dạ Bắc khó hiểu nhìn hành động của San Nhi, không khỏi nhíu mày nghĩ thầm, nha đầu này, nếu không sớm cho trải nghiệm chút đau khổ, e là chẳng mấy chốc chính thức thành bình hoa vô dụng. Một thời gian ngắn sau, San Nhi cầm những lệnh bài tiến lại phía Dạ Bắc báo cáo, "Sư tôn, toàn bộ lệnh bài bí cảnh và lệnh bài truy tung đều ở đây." Dạ Bắc ngồi trên mặt đất nãy giờ, cầm một tấm lệnh bài lên khen ngợi, "Tiểu nha đầu, xem ra ngươi việc khác không được, nhưng giải quyết công việc hậu kỳ lại rất không tệ nha." San Nhi nghe vậy vui vẻ đáp, "Cảm ơn sư tôn đã khích lệ, San Nhi nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn." Dạ Bắc từ từ đứng dậy nói thêm, tốt, phần tâm ý này vẫn rất được. hắn bước qua người cô mà nói, vậy từ giờ trở đi, việc giải quyết hậu kỳ giao hết cho ngươi, tiếp tục cố gắng phát huy nhá. San Nhi nghe mà giật mình, quay phát lại theo hướng đi của Dạ Bắc Thanh Minh. Không phải, sư tôn, ngài đợi chút, ý của San Nhi không phải là như vậy. Sư tôn, nghe San Nhi giải thích đi mà. Dạ Bắc kích hoạt lệnh bài, một tấm bản đồ với nhiều chấm tròn hiện lên. San Nhi nhìn vào bản đồ không khỏi thắc mắc, sư tôn, sao lần này lại có nhiều chấm màu xanh lục như vậy? Dạ Bắc sau khi quan sát thì nhận định, có lẽ tên bán đế kia đã chia sẻ truy tung ấn ký của chúng ta cho hai thánh địa còn lại, sau đó chúng dùng bí thuật sao chép thêm nhiều lệnh bài có ấn ký để theo dõi chúng ta. Sa Nhi nghe thế thì tức giận kêu lên, cái gì? Thật quá đáng, quả nhiên như lời sư tôn nói, đám thánh địa này đã không muốn thể hiện. Dạ Bắc dịu giọng trấn an, không sao, thế này càng tốt, chúng đang đưa tặng chúng ta một đại lễ. Sa Nhi ngạc nhiên hỏi lại, đại lễ sao? Dạ Bắc nhếch môi cười ẩn ý xác nhận, đúng vậy, đã đến lúc thợ săn và con mồi đổi vị trí cho nhau rồi trên những cây đại thụ đám người của xx thánh địa đang nhìn về phía hốc cây đại thụ to lớn hơn cả một tên lên tiếng nói dựa theo truy tung ấn ký trên lệnh bài mục tiêu đang ở trong hốc cây đại thụ kia một tên cười lớn mỉa mai lũ đần này thật đúng là biết tìm chỗ để trốn bọn họ tập hợp chuẩn bị tiến vào bên trong hốc cây người đi đầu nhắc nhở đừng lơ là tiểu tử kia rất tà môn những người kia thấy cậu ta cẩn thận vậy thì coi thường sợ cái gì tà môn thì làm sao có thể giải quyết cả một đội tinh anh như chúng ta à đám người tiến vào bên trong tên búi tóc củ tỏi chỉ tay ra lệnh mọi người chia ra hành động cố gắng đừng làm nát thi thể trưởng lão nói có thể giết nhưng nhất định phải mang hai cỗ thi thể lành lặn về những người kia nghe xong đều đã đã hiểu sau khi vào sâu hơn tên búi tóc củ tỏi đột nhiên chú ý tới bệ đá đặt một chiếc lệnh bài hắn ta cắn răng nghĩ thầm hỏng bị lừa rồi hắn vội vàng quay đầu hét lớn là cái bẫy tất cả mau rút lui đám người thánh địa vội vàng rút chạy tên nọ vẫn còn cảm thán thật sự là tà môn rốt cuộc vì sao hắn là biết đêm nay chúng ta sẽ tới trong quá trình rời khỏi hốc cây Đám người đồng loạt kích hoạt trận pháp, cả người bị cố định, không thể nhúc nhích. Từ đằng sau, một bóng dáng quen thuộc từ từ hạ xuống. Một người chỉ vừa kịp trừng mắt nhìn, San Nhi gương mặt đầy sắc khí, vụt tới đám người. Không gian vắng lặng vang lên những tiếng kêu la thất thanh. Chỉ một lúc, bọn người thánh địa kia đã gục đổ hoàn toàn, còn San Nhi thì vững vàng đứng trên đất nhìn thi thể của bọn họ. Cô nhếch môi cười lạnh nói: "Đáng tiếc, trận pháp của sư tôn lại phải mang ra để bắt một đám chuột, thật là lời cho các ngươi nha." Dạ Bắc đi ra ngoài nhìn đám xác chết ở trên đất, rồi nói với San Nhi: nha đầu lần này không cần phi tang thi thể lột sạch những thứ giá trị trên người chúng là được san nhi gật đầu đáp rõ sư tôn hai phút sau hai người dạ bắc và san nhi đã thu thập đồ đạc xong trên vai san nhi là một bao chiến lợi phẩm lớn dạ bắc đưa tay lên một pháp trận hình thành tiêu hủy toàn bộ thi thể thành vũng nước san nhìn vũng nước đang sôi sục trước mắt không khỏi cảm thấy bất ngờ trong lòng không khỏi mơ mộng oa à, xem ra trận pháp sư rất lợi hại chỉ cần mở trận là tiêu hủy cả đống thi thể không biết mình có thể học chút trận pháp không nhỉ thấy dáng vẻ hâm mộ của san nhi dạ bác biết thừa cô nghĩ gì liền nói nha đầu không cần mơ mộng người không thích hợp làm trận pháp sư mơ mộng vừa mới hình thành đã bị lời nói vô tình của dạ từ phá vỡ gương mặt san nhi méo mó trong lòng cảm thấy không vui hừ sư tôn cái gì cũng tốt chỉ mỗi cách ăn nói là xấu thôi mở mồm ra là khiến người khác đau lòng dạ bác nhìn san nhi thẫn thờ gọi lớn nhanh lên nào trận chiến tiếp theo sắp bắt đầu rồi san nhi vội vã đuổi theo hỏi a trận tiếp theo san nhi vẻ mặt hứng khởi hỏi sư tôn ngay cả việc hai tháng bia còn lại muốn sen vào cũng nằm trong tính toán của ngài cả rồi." Dạ Bắc nhàn nhạt nói, Người cố gắng dùng linh thạch để tăng tu vi của mình lên đi, tu vi cao rồi, tự nhiên có thể hiểu được tất cả." Sa Nhi nở nụ cười, trong lòng ngập tràn ấm áp nói, "Rõ sư tôn." Trong đầu Sa Nhi không khỏi cảm thán, liệu sự như thần thật đáng sợ, Chả trách có thể trở thành sư tôn của thái bạch tỷ tỷ. Ở ngoài cửa hang động, đoàn người của XX Thánh địa đã đứng ở đây đợi từ lâu. Một cơn gió lớn thổi qua, vang lên tiếng vù vù, nhưng cửa hang vẫn trống không chẳng thấy ai xuất hiện cả. Bọn họ ngơ ngác không hiểu, người đâu? Bỗng nhiên, bọn họ khựng lại, ở dưới chân của đám người x thánh địa xuất hiện một luồng sáng màu vàng. Luồng sáng từ hình thành một hoa văn lớn, tạo thành một pháp trận lớn. Một người trong đó vội vàng hô lên, "Hỏng, bị lừa rồi, là cái bẫy, tất cả rút lui mau." Hai người Dạ Bắc và San Nhi đã ra khỏi hang động từ bao giờ, hai người bây giờ đứng trên cành cây, từ trên cao quan sát tất cả. San Nhi nhìn cảnh ở bên dưới nói, "Cảnh này thật quen thuộc nha, phương thức đi săn tương tự, thậm chí cả nội dung nói chuyện của con mồi cũng đi y hệt luôn. Dạ bác thở dài nói, "Ừm, có chút nhàm chán." Một tiếng nổ phát ra vang lên ầm ầm, tất cả các pháp trận được hình thành, tầng tầng lớp lớp, không cho con mồi trốn thoát. Dạ Bắc đưa tay ra, ra lệnh cho San Nhi tiến công, lên đi nhà đầu. San Nhi chỉ đợi lời này, hô lớn một tiếng, rõ sư tôn, rồi nhanh như chớp phi người về phía trước. Sau một hồi tấn công mạnh mẽ, với thủ pháp tương tự, San Nhi đã xử đẹp bọn chúng. Bọn chúng chỉ có thể la hét thảm thiết mà thôi. Một lúc sau, Dạ Bắc và San Nhi ngồi trước một đống lệnh bài chất đống trên đất. San Nhi cầm những tấm lệnh bài lên, gương mặt vui vẻ rạng rỡ nói, "Sư tôn, mới chỉ có 3 ngày mà chúng ta đã thu thập được đến 76 chiếc lệnh bài rồi, còn 24 cái nữa, mau tìm thôi." Dạ Bắc cầm lệnh bài lên, cả người bình tĩnh, trầm ngâm nói, "Không vội, mấy ngày tiếp theo, ngươi tập trung thu thập linh thạch, tranh thủ thời gian để cao tu vi là được. Còn 24 chiếc lệnh bài kia, đợi ngươi xong việc, rồi chúng ta tiếp tục đi tìm." San Nhi chỉ có thể gật đầu đồng ý, "Vâng, mọi chuyện San Nhi đều nghe sư tôn." mấy ngày tiếp theo sa nhi đều tập trung cho tu luyện không lơ là một chút nào dạ bắc cũng không ngồi chơi mà cũng lao vào tu luyện ngày đêm xung quanh hai người tu luyện linh khí trời đất được hấp thụ tiếng gió vù vù lướt qua bốn ngày sau dạ bắc khuôn mặt âm u giọng lạnh băng nhìn hai người đang quỳ trước mặt nói trả lời câu hỏi rồi giao lệnh bài ta sẽ tha cho các ngươi một mạng thấy hai người phía dưới không nói gì sa nhi cũng chống tay ánh mắt toát ra hàn khí lạnh giọng nói có ý kiến hai người kia sợ sệt lùi ra đằng sau lắp bắp đáp a dao tiểu nhân xin giao cho ngài hai người nhanh như chớp giao ra đồ đạc rồi chạy nhanh như bay khỏi chỗ này ở đây quá đáng sợ rồi hu hu lúc chạy còn không quên gào thét lên nữ hiệp tha mạng san nhi nhìn đám người sợ hãi kia bất bình nói mày san nhi đáng sợ thế sao chỉ mới hơi dọa thôi mà sau đó san nhi quay sang nhìn dạ bắp khuôn mặt vui vẻ đầy hưng phấn nói tốt quá rồi sư tôn cộng thêm chỗ hôm nay nữa là chúng ta đã gom đủ 100 trăm lệnh bài không biết sau khi kết thúc bí cảnh sẽ đổi được trí bảo như thế nào san nhi như nhớ ra cái gì đó nhanh nhèo nói san nhi nghe nói có một vài bảo vật nếu đặt chúng ở cạnh nhau thì sẽ sinh ra phản ứng thậm chí còn có khả năng tạo ra một món trí bảo sa nhi tò mò hỏi sư tôn ngài nói xem chỗ lệch bài bí cảnh này có thể làm được thế hay không dạ bắc gãi gãi cầm đáp hỏi ta làm gì thử luôn đi nói là làm dạ bắc vung hết tất cả các lệnh bài ra không chung sử dụng linh lực để dồn hết chúng vào một chỗ tạo thành một hình tròn lớn lệnh bài gặp nhau chúng phát ra những tia sét to nhỏ vang lên tiếng rẹt rẹt nhìn cảnh tượng trước mắt khuôn mặt của dạ bắc tái nhợt đi trong lòng thầm than nguy rồi lần này xảy ra chuyện thật rồi dạ bắc vội đưa tay ra ngưng tụ một quả bóng linh lực lớn rồi ném về phía quả cầu lệnh bài nhưng linh lực vừa chạm vào quả cầu thì đã bị quả cầu làm cho phân tán linh lực không hề có tác dụng gì với nó cả nhìn cảnh này dạ bắc trên mặt hiện vẻ không thể tin nổi lúc này sa nhi khó khăn từ đằng xa đi lại sa nhi khổ sở kêu lên sư tôn chỉ thấy toàn thân sa nhi bị mờ đi chuẩn bị thành ảo ảnh thoát khỏi bí cảnh này dạ bác lo lắng vội vã đưa tay ra định chạm vào người sa nhi nhưng cánh tay của dạ bắc vừa chạm vào thì san nhi đã tan biến trong không trung dạ từ lo lắng nói nguy rồi nhất định là đã trùng hợp động phải loại cơ chế nào đó khiến bí cảnh kết thúc sớm cho nên quy tắc chi lực mới chuyển tống những người còn sống sót ra ngoài dạ bắc nghĩ về tình cảnh bên ngoài bí cảnh không hỏi nghiến răng chết tiệt hiện giờ bên ngoài có tam đại thánh địa và 10 thế lực lớn nhỏ đang mài giao chờ sẵn một mình san nhi ra ngoài đó cần phải tưởng tượng dạ bắc lúc này cũng không biết phải làm gì cả bản thân lúc này cũng không thể ra ngoài được bây giờ Dạ Bắc chỉ có thể cầu cứu sự giúp đỡ của hệ thống thôi. Dạ Bắc hỏi, hệ thống, ta phải làm gì mới có thể trực tiếp thoát khỏi bí cảnh? Hệ thống hiện lên thông tin, chúc mừng thí chủ đã thu thập đủ 100 lệnh bài bí cảnh, phần thưởng, trở thành chủ nhân mới của bí cảnh xâm lạc. Hiện giờ ký chủ cần luyện hóa thành công hạch tâm của bí cảnh, là về sau không những có thể tự do ra vào, mà còn có thể mang theo bí cảnh bên người. Nghe thấy được thông tin này, Dạ Bắc nhanh chóng ra tay, bàn tay tích tụ một luồng linh khí lớn. Dạ Bắc lẩm bẩm nói, giờ ta còn tâm tư nào nghĩ đến chuyện ban thưởng nếu nha đầu kia có mệnh hệ gì cả đời này ta thật không còn mặt mũi nào bàn giao cho thái bạch vừa nói dạ bắc vừa cầm quả cầu chứa 100 trăm lệnh bài bắt đầu quá trình luyện hóa dạ bắc lại nói tiếp mà cho dù không phải là muội muội của thái bạch thì với hàng trăm tiếng sư tôn mà nàng đã gọi trong suốt 7 ngày cũng đủ để ta dốc hết sức đi cứu nàng bên ngoài bí cảnh đột nhiên lối vào của bí cảnh có chấn động những người bên ngoài vội vàng nhìn qua bọn họ không hiểu trong bí cảnh đã xảy ra chuyện gì mà làm bên ngoài có biến động như vậy chưa đợi mọi người kịp định thần thì mọi người trong bí cảnh bất ngờ đều bị truyền thống ra ngoài những người từ trong bí cảnh ra cũng hoang mang không biết tại sao mình lại ra ngoài các môn phái thấy đệ tử của mình bèn đến hỏi thăm một người tò mò hỏi sao các người lại ra hết rồi không phải của ba ngày nữa viết cảnh mới kết thúc sao mọi người bèn tố cáo về dạ bắc sư phụ lại bài bí cảnh của đệ tử đã bị người ta cướp mất trưởng lão lệnh bài ví cảnh của đệ tử cũng bị người cướp làm một thiếu niên thông huyền cảnh tầng một tộc trưởng ta cũng bị một tên thông huyền cảnh tầng một cướp mất lệnh bài lúc này San Nhi cũng bị truyền thống ra ngoài, từ trên cao rơi bộp xuống đất một phát, vô cùng đau mông. San Nhi ngẩng đầu lên, thấy trước mắt mình là lão Nghiêm, trưởng lão Thiên Chí Thánh Địa, Thiên Chỉ Bàn Đế. Ông ta cúi người xuống, gương mặt ngập tràn sát khí nói, đồ chết tiệt, cuối cùng ông trời cũng có mắt, để ta gặp lại các người. Lão Nghiêm bóp lấy cổ của San Nhi, dùng một tay nhấc bổng cô lên, tức giận quát, nói, tiểu tử kia ở đâu, có phải hắn cũng đã ra ngoài. San Nhi bị bóp cổ, cả người hô hấp khó khăn, trong lòng cảm thấy mình sắp xong rồi, xong đời, sao mình lại đần vậy chứ tự nhiên tự lành đi đề cử cho sư tôn loại ý tưởng ngu ngốc như vậy thật đúng là tự nhấc đá nện vào chân rồi tự đào hố cho mình lão nghiêm không nghe thấy san nhi nói gì cũng không lằng nhằng nữa mà trực tiếp nói không nói đúng không vậy người đi chết đi san nhi thấy hắn ta sắp ra tay khó khăn nói ra từng chữ tỷ tỷ ta là bán đế lão nghiêm nghi hoặc muội muội của bán đế sau đó ông ta không thèm để tâm mà nói vậy thì sao ta giết người trước rồi đi thu thập nốt bị bị đi bán đế kia của ngươi chỉ là một cường giả của cảnh giới bán đế mà thôi, dựa vào cái gì mà đòi đi tiếp ta." Sa Nhi giữ chặt tay ông ta, làm cho cổ mình thoải mái hơn, rồi lắp bắp nói, "Tỷ tỷ ta là, La Quang Thành, trang chủ Thái Bạch kiếm trang, tên Thái Bạch, cảnh giới bán đế đỉnh phong. Sư tôn của tỷ tỷ, trước khi chúng ta đến bí cảnh, đã đột phá đại đế chi cảnh." Lão Nghiêm mở to đôi mắt, không tin vào những gì mình nghe được, hét lên nói, "Cái gì?" Mọi người xung quanh hóng hớt, nghe thấy thông tin này hoang mang nhìn nhau, sau đó là bàn tán sôi nổi. "Tỷ tỷ bán đế đỉnh phong?" sư tôn đại đế khi chảnh ông trời ơi lại bối cảnh thân phận này coi như hiên ngang trước mặt các đại thánh địa cũng không ai dám ý kiến gì à lão nghiêm nhìn về người đằng sau lo lắng hỏi lão mộ ngươi cảm thấy lời nha đầu này nói có bao nhiêu phần là thật lão mộ đằng sau cũng khó có thể xác định được thông tin này là đúng hay sao ậm ở nói cái này bỗng nhiên có một đệ tử đứng ra nói bán đế đại nhân tại hạ đến từ la quang thành tại hạ có thể làm chứng lời của nàng là thật người khác đến từ la quang thành cũng phụ họa nói không sai chỉ cần là người của la quang thành nếu biết chuyện này 10 ngày trước hoa văn thành liên tục xuất hiện ba lần thiên địa dị tượng vị trí cụ thể là thái bạch kiếm trang tống nghiêm nghe thấy lời chắc chắn của đám đệ tử thì cũng đã tin tưởng hắn ta thả san nhi ra làm cô rơi bụp xuống dưới đất một cái bịch lão nghiêm nhìn san nhi trong lòng thở phào nhẹ nhõm mẹ kiếp suýt nữa thì gây ra đại họa nếu vừa rồi nóng vội mà giết nha đầu này chắc chắn bị bán đế đỉnh phong và đại đế chi cảnh kia sẽ tìm ra đòi mạng đến lúc đó e là sự việc còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với mất đi 20 cái lệnh bài bí cảnh lão nghiêm trầm mặt chất vấn hỏi san nhi nói đi người và tên thiếu niên kia có quan hệ thế nào san nhi sao có thể nói sự thật chỉ có thể lắp bắp nói láo hắn là sư sư huynh của ta lão nghiêm đưa tay vuốt cằm suy ngẫm lẩm bẩm nói sư huynh san nhi đâm lao phải theo lao tự tin chắc chắn nói không sai là sư huynh trong đầu san nhi nhớ về những điều mà dạ bắc đã nói ta từng nghe chính miệng sư tôn từng nói đợi sau khi bí cảnh kết thúc một mình ngài đối phó với mấy tên bán đế này là dễ như giết chó giết gà hơn nữa hình như lão bán đế này cũng không có ý đồ động thủ với ta dựa theo tình hình chỉ cần kéo dài thời gian cho sư tôi xuất hiện là được phía bên kia trong bí cảnh dạ bắc đang dùng hết sức lực tu luyện luyện hóa tâm của bí cảnh dạ từ lo lắng hỏi hệ thống hệ thống với tốc độ hiện tại của ta cần bao nhiêu lâu nữa mới có thể luyện khóa hoàn toàn thứ này hệ thống thông báo nhanh nhất là một ngày dạ bắc tối đen cả mặt không muốn tin tưởng hết lên cái gì một ngày vậy chẳng phải đến lúc ta ra được thì đồ ăn đã nguội cả rồi Dạ Bắc lo lắng nhìn vào thứ trong tay mình, lo lắng bồn chồn nghĩ về San Nhi. Cho dù tiểu nha đầu cơ trí, có thể tạm thời an toàn, nhưng cũng không dám cam đoan là bọn chúng sẽ không động thủ. Hết cách, đã đến nước này, đành phải liều, ăn được cả ngã về không. Dạ Bắc lấy từ trong người ra một lọ màu xanh, nhanh chóng đổ viên thuốc vào trong miệng. Một tiếng rệt phát ra, cả người Dạ Bắc toát ra một luồng linh lực to lớn. Hai mắt Dạ Bắc phát sáng như đèn pha, gần giọng nói, "Chuyển hóa." Linh khí trên người Dạ Bắc hoàn toàn thay đổi, từ màu lam nhạt chuyển hóa hoàn toàn sang màu đỏ rực cháy cả người dạ bắc sáng bừng lên tốc độ luyện hóa tăng lên một cách chóng mặt dạ tư lẩm bẩm nói nha đầu chờ ta bên phía bên ngoài bí cảnh chỉ thấy lúc này cửa vào bí cảnh lại xảy ra dị tượng mọi người đều nhìn về đó kinh ngạc thốt lên a à, chẳng lẽ lại sắp có người ra lúc này cánh cửa bí cảnh đột ngột kép lại hoàn toàn biến mất mọi người kinh ngạc nói đây là kết thúc ư không thể nào tính đến hôm nay mới có 7 ngày không phải còn 3 ngày nữa sao đợi đã người của thánh địa chúng ta đâu làm sao lại một bóng người cũng không thấy chuyện gì đang xảy ra xâm lạc vĩ cảnh đâu rồi lão nghiêm cũng kinh ngạc nhìn về bí cảnh trong đầu không khỏi hoảng hốt đây đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ánh mắt của lão nghiêm nhìn về san nhi nhưng không thấy ai cả tức giận quát khốn khiếp nha đầu kia đầu người bên cạnh nói hẳn vừa rồi trong lúc mọi người không để ý đã thi triển bí thuật để chạy trốn lão nghiêm tức giận đến đen mặt trốn thật to gan dám bỏ chạy ngay trước mặt ta xem ra cần phải đánh quẻ hai chân của ngươi trước mới được rồi lão nghiêm phóng ra hai luồng linh lực lớn về phía trước rồi nhỏ một giọt máu xuống dưới đất, khai triển bí thuật tìm kiếm. Hai luồng linh lực tìm kiếm rất nhanh đã xác định được vị trí của San Nhi, nhanh chóng đuổi theo. Rẹt một tiếng, hai luồng linh lực phóng thẳng vào người San Nhi, vang lên một vụ nổ lớn. San Nhi bị đánh, rơi bục một phát xuống đất đất. San Nhi cắn răng đứng dậy, trong lòng nghĩ, quả nhiên là ta quá yếu, đã vận dụng toàn lực rồi mà vẫn bị chúng nhanh chóng bắt kịp. San Nhi thấy sát chiêu sắp đánh vào mình, nhanh chóng đứng dậy, hét lớn lên trên trời cao, ta xin thề, chỉ cần hôm nay có thể thoát khỏi nơi này, ta nhất định sẽ dành toàn tâm toàn lực vào tu luyện dầm một tiếng một vụ nổ lớn xảy ra sa nhi không hề cảm thấy đau đớn mở mắt ra chỉ thấy mình đang lành lặn nằm trong lòng của dạ bắc thấy người trước mặt sa nhi nghẹn ngào nói sư tôn dạ bác bế bổng sa nhi lên nhếch miệng cười nha đầu lời ngươi vừa nói đấy cố gắng chăm chỉ tu luyện cho ta sa nhi vui mừng liền reo lên sư tôn ngay cũng ra khỏi bí cảnh rồi sao dạ bác chưa kịp trả lời liền giật mình hắn chú ý tới vết hàn đỏ ngay trên cổ nàng hắn lo lắng nha đầu vừa rồi đã để ngươi phải chịu thiệt thòi. San Nhi liền lắc đầu, không có gì, chỉ cần sư tôn ở cạnh San Nhi liền yên tâm. Được nằm trong lòng dạ bắc một cách êm ái, nàng liền liền nghĩ, hơn nữa, được sư tôn ôm vào lòng, thật là dễ chịu, ấm quá. Chiếc nhẫn trên tay dạ bắc liền phát sáng, nó được cả hai người vào bên trong phi thuyền. Sa Nhi ngơ ngác, à, đây là. Hắn liền đưa chiếc nhẫn từ trong tay mình cho nàng rồi dặn dò, ngươi trở về thông báo cho nhóm Thái Bạch bảo các nàng lợi dụng nguồn năng lượng trong viên tinh thạch này để tăng thực lực lên một cách nhanh nhất có thể. San Nhi liền đeo nó lên tay, nàng vừa ngước lên chợt phát hiện ra cánh cửa phía trước đã đóng lại ngăn cách hai người sa nhi liền vội chạy lên phía trước đập cửa nàng lo lắng không được suy tôn vậy ngày thì sao dạ bắc liền đáp ngươi về trước đi nếu còn ở đây thì ta sẽ không thể dốc toàn lực ra chiến đấu được chiếc thuyền nặc á liền bay lên bỗng từ phía xa một bóng người vụt đến kèm theo tiếng quát lớn muốn chạy đứng lại cho ta dạ bắc liền đưa mắt nhìn sang hắn nhanh chóng thi triển pháp thuật lôi phạt đa trọng những quả lôi điện liền hiện ra dạ bắc điểm tay về phía trước mờ một tiếng những quả cầu liền bay ra theo hướng hắn chỉ một đạo lực khác lại đánh bật lại hai bên va chạm tiếng nổ ẩm trời san nhi đứng trên tàu nhìn xuống dưới khoe mắt nàng ươn ướt sư tôn sư tôn ngài nhất định phải đợi san nhi đợi san nhi trở lại thái bạch kiếm trang sẽ lập tức nhớ các sư tỷ tới suốt ngày phía dưới khói bụi dần tan đi chấn động vụ nổ làm cho cây cối ở đó đổ gãy lão nghiêm chắp tay ra sau lưng đứng đối diện dạ bắc mà nói người trẻ tuổi có vẻ ngươi gặp được không ít kỳ ngộ trong bí cảnh nhỉ từ thông huyền tầng một tăng lên đến tận tầng chín Dạ Bắc liền cười khẩy mấy tiếng. Lão Nghiêm nhíu mày nói, "Ta có nên chúc mừng ngươi một chút không đây?" Dạ Bắc nghe vậy liền ngừng cười, hắn ta liền liếc đôi mắt sắc lạnh về phía ông ta, lạnh lùng nói, "Là ngươi vừa bắt nạt tiểu nha đầu nhà ta." Lão Nghiêm thản nhiên đáp, "Phải thì làm sao? Nếu vừa rồi ta bắt được nó, ta nhất định sẽ chém thành muôn mảnh. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng có một bán đế, một đại đế chi cảnh là có thể đắc tội với cửu đại thánh địa chúng ta sao? Thật đúng là ảo tưởng." Dạ Bắc bóp nhẹ tay một cái, một ngọn lửa tím liền vụt cháy trên tay hắn. Cả không gian xung quanh liền nổ ầm một tiếng, lão Nghiêm liền giật mình, vừa rồi là cái gì, lệnh bài đưa tin hay là ý bảo gì? Tức thì, cả người lão ta liền cầm xuống, sau đó rơi thật mạnh xuống mặt đất. Sự va chạm làm cho đất đá xung quanh đó lún xuống, nứt nẻ. Lão Nghiêm gần như không tin được, sao có thể, linh lực của ta, đại đạo chi lực của ta, vậy mà tất cả đều biến mất trong nháy mắt. Đột nhiên, có một sợi dây vụt tới, vòng quanh người lão ta. Sau đó, siết chặt lão ta nói lại, cái gì? Lão Nghiêm không kịp trở mình, Dạ Bắc cầm phía đầu kia sợi dây, sau đó kéo một cái, cả thân thể lão Nghiêm bị kéo đi. Hắn liền nhanh chóng giật dây xuống, lão Nghiêm bị kéo liền đau đớn kêu lên. Thân thể lão ta rất nhanh bị đập vào tảng đá lớn, lực đạo mạnh đến nỗi cả tảng đá liền nứt vỡ. Tên đại đệ tử của Thánh trì Thiên địa liền hét lớn, "Đồ hèn hạ, có bản lĩnh thì một đấu một công bằng với trưởng lão của chúng ta đi." Dạ Bắc nhếch môi, "Đừng vội, đợi ta giải quyết xong tiểu tử này, rồi sẽ đến lượt các ngươi." Trưởng lão Thiên trì Thánh địa bị đả thần roi của Dạ Bắc quấn chặt khắp người, không thể nhúc nhích lão ta cắn răng hừ lạnh một tiếng nói tên khốn ngươi có bản lĩnh thì thả ta ra dạ bắc nhất miệng cười từ tốn đáp vậy rất xin lỗi ta không có bản lĩnh nghiêm trưởng lão liền hết lớn lão mộ lão trần các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì hai người kia vẫn còn đứng ngoài kết giới không biết làm gì nghe trưởng lão thiên trì gọi tên thì giật mình mà không khỏi toát mồ hôi lạnh tên nghiêm trưởng lão tiếp tục hét lên nếu hôm nay ta chết thì dù biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi lão nghiêm lão mộ nghe vậy thì liền quay đầu vung ra đòn đánh đạo quang tím sắc cùng bạch sắc kết hợp phát ra chúng đâm vào kết giới tạo ra một tiếng động lớn khói bụi mù mịt bốc lên người của thiên địa cùng ích, ích thánh địa thấy kết giới không có hề hấn gì ai nấy đều thắc mắc cũng hoang mang bọn họ vậy mà không phá vỡ nổi cái kết giới hắc ám này thứ này cứng đến thế nào ngay cả hai vị bán đế dùng một kích toàn lực cũng bị dội ngược trở lại rốt cuộc đây là tà pháp gì lão trần nhíu mày như không tin vào mắt mình thốt lên cái này sao có thể ông ta liền hạ lệnh tất cả cùng lên cho ta ta không tin chúng ta nhiều người như vậy lại không phá nổi cái mai rồi này Bên ngoài kết giới, những đòn công kích liên tục được đánh tới, nhưng dường như đều bị dội lại, bên trong vẫn chẳng hề hấn gì. Trưởng lão Thiên Địa Thánh Chỉ sốt ruột nghĩ, vì sao? Rõ ràng giờ ta như cá nằm trên thớt, hắn có vô số cơ hội giết ta, nhưng vẫn chần chừ không động thủ. Đột nhiên như ngộ ra được điều gì, lão ta chợt nở nụ cười đắc ý, phải rồi, ta thế nhưng là bán đế, là người của Thiên Địa Thánh Chỉ, nếu giết ta, chẳng khác nào tuyên chiến với Thánh Địa. Ừ, nhãi danh, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta vượt qua được chuyện này, ta nhất định sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Phía bên ngoài kết giới, sau rất nhiều lần công kích như vậy như kết giới vẫn không hề suy tổn những người của hai thánh địa đã bắt đầu xuống sức có người tức tới nỗi chửi thề khốn kiếp chúng ta đã dùng toàn lực rồi mà vẫn không thể phá nổi thứ này lão mộ trên khuôn mặt đã hiện lên sự mệt mỏi tay chống gối suy nghĩ mặc kệ hắn có âm mưu gì cùng lắm cũng chỉ hủy được nhục thân lão nghiêm dù sao thần hồn của một bán đế không phải cứ nói diệt là diệt hơn nữa ta cảm nhận được bên trong giống như còn có một loại phong cấm chi lực nào đó hệ thống lúc này hiện lên hình ảnh trông giống như pin điện thoại gần hết pin liên tục nhấp nháy xem ra cũng đến lúc rồi dạ bắc từ từ hạ xuống mặt đất tay triệu hồi kiếm cả người phát ra huyết mang lão nghiêm không khỏi hoang mang mà mở lời hỏi rốt cuộc người muốn chưa kịp nói hết câu kiếm của dạ bắc lạnh lùng chém xuống một nhát chém dứt khoát đầu của lão ta liền bay khỏi cơ thể bên ngoài lão trần cùng lão mồ kinh hãi tột độ cái gì tiểu tử này điên rồi sao hắn thật dám xuống tay chẳng lẽ hắn không biết làm vậy không chỉ đơn giản chỉ là giết một bán đế mà còn là chọc phải phiền phức ngập trời sao ngay khoảnh khắc đầu nghiêm trưởng lão kia bay xuống mặt đất cách đó vài mét nguyên thần của lão ta liền hiện ta bay vọt lên trên cao khi chạm vào kết giới lại nhanh chóng bị dội lại nguyên thần lão nghiêm kinh ngạc cái gì không ra được lão mộ thái độ cũng không khác lão nghiêm là bao hắn ta lắp bắp hỏi đây kết giới hắc ám này có thể nhốt được cả thần hồn tên đứng bên cạnh không thể làm gì ngoài việc chửi mắng mẹ nó rốt cuộc là thứ tà pháp quỷ dị gì, Thân thần hồn của lão nghiêm trưởng lão kia bay lượn quanh người dạ bắc lại nhảy liên tục khốn kiếp dám hủy nhục thân của ta giờ ta đã ở trạng thái thần hồn mọi công kích của ngươi đều vô dụng thế nào tiếc lắm đúng không trừ phi ngươi là thánh giả nhân cảnh nếu không ngươi sẽ không có cách nào đả thương được ta càng nói lão ta càng cười nham nhở hơn ta cảm nhận được kết giới chết tiệt của ngươi sắp biến mất đúng không đợi nó vừa tan đi ta sẽ lập tức lệnh cho thủ hạ bắt sống ngươi sau đó dạ bắc nghe lão ta liến thoáng nãy giờ không chịu nổi nữa hắn vung đả thần do lên quật mạnh vào mặt trưởng lão thiên trì thành địa sắc mặt cậu lạnh băng gần ra hai chữ ồn ào thân hồn lão ta bị đánh vào không tin nổi thốt lên cái này không thể nào ngươi làm cách nào những người bên ngoài kết giới lúc này lớn giọng nhắc nhở tiểu tử ta khuyên ngươi thả người đi hắn là đệ tử thân truyền của thiên trì thánh địa u quỷ đại đế nếu thực sự giết hắn thì cho dù là sư tôn của ngươi xuất phủ cũng không giữ nổi mạng cho ngươi một người cũng đồng tình theo nói đúng vậy nếu ngươi thả trưởng lão ra chúng ta cam đoạn sau khi cái kết giới này biến mất tuyệt đối sẽ không ra tay với ngươi dạ bắc liếc nhìn về đám người đang nói kia lòng thầm khinh thường các ngươi coi ta là đồ đần sao nhìn những ánh mắt hận không thể giết chết ta ngay lập tức này những tên đệ tử của thiên trì thánh địa ai nấy mắt đỏ ngầu hàn lên những tia máu miệng cười đầy nguy hiểm rụ rỗ cam đoan thả ngươi đi chứng kiến sức mạnh pháp lực kinh khủng của dạ bắc lão mộ khá bất ngờ chỉ là thông huyền cảnh mà lại có thể giết bán đế một cách dễ dàng đệ tử y phục tím của ích thánh địa cũng tiếp lời đối với cựu đại thánh địa mà nói nếu để cho loại người như hắn trưởng thành chắc chắn sẽ là một mối đe dọa khủng khiếp ánh mắt lão mộ trở nên đanh lại đáp không sai ta thấy tiểu tử này chính là loại người thích mang thù dù sao chúng ta cũng đã phải rất nhiều người vào bí cảnh truy sát hắn trần nhận ra điều gì gương mặt lão mộ trở nên căng thẳng nói chờ đã lão mộ nhìn dạ bắc nói lớn tiểu tử người của thánh địa chúng ta tham gia bí cảnh đều có phải bị giết chết dưới tay ngươi rồi không dạ bắc đang đưa tay lục loại tìm đồ trong thân xác không đầu của thiên chỉ bán đế dạ bắc lục ra được một chiếc nhẫn liếc mắt nhìn đám người kia đáp giờ mới có phản ứng có vẻ như tên bán đế nhà ngươi máu lên não hơi chậm nhà những lời nói khiêu khích này của dạ bắc làm cho lão mộ hai tay nắm chặt tức giận nói ngươi ngươi hai tên đệ tử của thiên trì thánh địa thấy dạ bắc lấy ra bảo vật từ trong người bán đế của chúng lập tức giận dữ hết lên tên khốn mau bỏ đồ của thánh địa chúng ta xuống dạ bắc tung tung chiếc nhẫn trong tay đáp bỏ dù sao hắn cũng là bán đế hắn sẽ tích chữ không ít đồ tốt mà người thì cũng đã chết rồi đã thế dạ bắt nắm chặt chiếc nhẫn trong tay nói bốn công tử đành phải nhận vậy thái độ khinh thường này của dạ bắc làm cho đám người kia hai mắt mở chừng nổi giận kêu lên màn hình hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo còn 90 giây nữa kết giới hắc ám sẽ kết thúc dạ bắc quay sang nói lớn tất cả các người nghe rõ đây ta cho các người một phút không muốn chết thì tranh thủ rời khỏi nơi này ngay lập tức nếu không đến lúc đó có hối hận cũng đã muộn đám người kia lửa hận ngùn ngụt bẻ chân bẻ tay nói sắp chết đến nơi còn cứng miệng người có bản lĩnh thì ra tay đi đợi kết thúc kết giới này cũng chính là giây phút người biến mất khỏi thế gian này ta cũng không tin người chỉ là một thông huyền cảnh còn có thể lật lên sóng gió gì trước hai bán đế và hơn 10 thánh vương cường giả chúng ta dạ bác vẫn đứng nguyên đấy lạnh lùng thông báo còn bốn năm giây một tên trong đám cường giả liền lên tiếng các vị rất xin lỗi ta chợt nhớ Hồng Liên Tông chúng ta còn có chuyện quan trọng xin cáo lùi trước người của một môn phái khác cũng lên tiếng ta à, chúng ta cũng thế thái độ lảng tránh này của các môn phái khác làm cho người của Thiên trì Thánh Địa tức giận quát lên một lũ nhóc cái rõ ràng hắn chỉ là hù dọa mà thôi ta dám chắc sau khi cái kết giới này biến mất hắn cũng sẽ bông hết bảo vật áp đáy hòm ra mà chạy trốn giọng Dạ Bác vẫn lạnh lùng nói 10 giây cuối cùng trong đầu Dạ Bác bắt đầu đếm ngược chín tám ánh mắt nhìn đám người kia nghĩ vốn định cho các người giữ lại cái mạng chó nhưng không ngờ lại toàn lũ đần đường sống không chọn lại cứ nhất định phải đâm đầu vào bảng sắt nhưng dây cuối cùng đang được đếm ngược đám người thiên trì thánh địa vẫn đang bẻ khớp tay khi thế thời gian đã đến ngược đến dây cuối cùng kết giới vừa bị phá bỏ đám người thiên trì thánh địa lập tức lao tới chỗ dạ bắc tiểu tử đi chết đi dạ bắc cười lạnh nói ai vậy không thể trách ta rồi nhé tay dạ bắc thi triển trận pháp giọng nói như đến từ địa ngục đi chết đi điều gì đó tới làm cho lão mộ hai mắt mở chừng có một con quỷ vô hình đang ôm lấy ông ta ám vào người ông ta một áp lực một nỗi sợ bao trùm nội tâm lão mộ ông ta cảm nhận được đây là cảm giác này là ừ. lập tức lão mộ hô lớn chạy chạy mau tiếng hô làm cho đám đệ tử thiên trì thánh địa đừng động thủ ánh mặt dạ bắc sáng rực trên khuôn mặt đáng sợ dùng linh thạch phát ra đạo thiên lôi lôi phạt những tia xét thi nhau đánh xuống một tiếng nổ ầm trời vang lên những tiếng nổ do lôi phạt đánh xuống cứ nối tiếp như vang lên mọi thứ nổ tung một hố lớn sâu xuất hiện trên mặt đất nơi lôi phạt vừa đánh xuống đám người ngã dạp dưới mặt đất ho lên vài tiếng gương mặt lão mộ đã bị đả thương nhìn về phía cái hố do đạo lôi tạo ra nói đây rốt cuộc là thần thông tà pháp gì chỉ sợ một chiều mạnh nhất của đại đế cũng không khủng bố như thế này tên áo trắng vẻ mặt buồn bã quỳ gối xuống đất buồn bã ấp úng nói khó khó trách tiểu tử kia dám xuống tay với bán đế lão mộ có có mặt mày đáp khó trách hắn vẫn luôn tỏ ra không e sợ nguyên lai hắn đã sớm có tính toán dùng bí bảo cường đại này để đồng quy vu tận cùng chúng ta nói đến đây mặt hắn ta tối sầm lại ánh mắt sắc lạnh chửi rủa khốn kiếp loại người này đúng thật là nham hiểm. Lúc này phía trong cánh cổng bí cảnh, không gian xuất hiện những vết nứt màu đỏ như tia sét, kêu rắc rắc. Dạ Bắc Lê Lết tấm thân thở hồn hển, mút mát mồ hôi nói, "Má nó." Rồi anh cố gắng gượng người đứng dậy, mặt mũi nhăn nhó thở phào nói, "Tí thì toi, giờ đúng thật ngay cả nửa điểm linh lực cũng không huy động nổi." Màn hình hệ thống lúc này hiện lên hàng loạt thông báo, mặc dù ký chủ để lợi dụng đan dược để luyện hóa thành công hạch tâm bí cảnh trong 2 giờ đồng hồ, nhưng vì lúc đó tu vi mới là thông huyền cảnh tầng 1, đốt cháy giai đoạn DHUL lên đến thông huyền cảnh tầng 9, cho nên hiện giờ kinh mạch của ký chủ đã thành đứt từng đoạn, không thể sử dụng linh lực. Dạ Bắc ngồi gục xuống đất, dựa lưng vào gốc cây, bơ phờ mệt mỏi nói: "Tiên sư, đừng nói linh lực, giờ ta chỉ động một chút thôi cũng thấy mệt." Thế rồi anh dùng tay khởi động linh lực để trị thương, đột nhiên vẻ mặt Dạ Bắc hơi băn khoăn nói: "Nhưng nếu dưỡng thương ở cái nơi hoang vu không có linh khí này, e là cần phải mất rất nhiều thời gian mới khôi phục được kinh mạch. Hết cách, phải tìm biện pháp ra ngoài để hấp thụ linh khí thiên địa mới được." Thế rồi anh đưa tay lấy một mảnh vỡ trên cánh cửa không gian ra, tạo thành một lỗ đen dạ bắc liền cho mắt vào lỗ đen để nhìn ra bên ngoài ở bên ngoài là một không gian màu đen thỉnh thoảng có vài vệt ánh sáng xanh lượn qua nhau trông thật huyền bí kỳ ảo dạ bắc vẻ mặt đầy hứng thú nói trời ơi bên ngoài là một không gian hỗn độn sao nhưng rồi anh lại buồn bã nói rõ ràng một chút linh khí cũng không có dạ bắc đặt những viên linh thạch xuống đất ngồi ngắm nghía rồi thông suốt nói này đúng là ép người quá đáng rồi chỉ còn cách dựa vào linh thạch để từ từ khôi phục một ngày sau chiếc thuyền cứu nạn nặc á đang từ từ hạ cánh an toàn xuống đất thái bạch đứng hiên ngang nói sư tôn trở về rồi sao gia cát phục cùng thắc mắc lên tiếng nói không đúng xâm lạc bí cảnh mới mở được 8 ngày thôi mà lại ngọc san đứng cạnh hai người này cũng đồng tình nói đúng vậy không phải nói 10 ngày mới kết thúc sao Du thuyền chạm xuống mặt đất phát ra tiếng ủnh ủnh thật to thái bạch vẻ mặt lo lắng tự hỏi chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì sao thế rồi ba cô gái thái bạch gia cát phục và lại ngọc san tiến gần lại chiếc du thuyền thái bạch ánh mắt sắc lạnh mạnh dạn bước từng bước lên đứng trước cảnh cửa của du thuyền cất tiếng nói sư tôn ngài có trong đó không ngài đang tu luyện sao sa nhi nhìn ra tấm kính bằng thủy tinh trong suốt thấy thái bạch đang đứng ngay trước đó cô mừng rỡ vô cùng liền vội vã lao thẳng tới miệng gọi lớn tỉ tỉ mà không để ý rằng trước mặt là một tấm kính nên đã có chút va chạm nhẹ nhàng vào nó thái bạch nhìn sa nhi trước mắt cũng rưng rưng lòng đầy nhớ thương sa nhi bất lực vỗ vỗ đẩy cửa nhưng không được cô sốt sáng gọi tỉ 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 miệng miếu máu khóc thái bạch cất tiếng hỏi sa nhi đột nhiên cô giữ người ra hỏi khoan đã sư tôn đầu San nhi vẫn không ngừng khóc kể lại mọi chuyện sư tỷ phi thuyền đã bị người khác cưỡng ép khóa trái lại ngọc san bước lên nhíu mày nói nhìn thủ pháp như này hẳn là sư tôn làm ra các phục đứng đằng sau mặt tối sầm lại nói lớn không ổn rồi nhất định là sư tôn đã gặp chuyện thái bạch hai mắt ngấn lệ vẻ mặt buồn bã tiếp lời hơn nữa còn là phiền phức không nhỏ cho nên ngài mới đưa san nhi về thái bạch kiếm trang còn bản thân thì không về cùng bất chợt cánh cửa đột nhiên mở ra san nhi mừng rỡ chạy tới ôm sầm lấy thái bạch mếu mau nói tỷ tỷ đều tại Sa nhi không tốt đều tại san nhi nên sư tôn mới gặp nguy hiểm thái bạch vỗ lưng an ủi san nhi rồi nói đừng khóc vội mau kể rõ ràng mọi chuyện rồi hãy khóc san nhi vội nín khóc kể lại toàn bộ mọi chuyện cho thái bạch nghe sau khi kể xong san nhi lại tiếp tục òa khóc cô nước nở nói chuyện xảy ra chính là như vậy tỉ tỉ đều tại san nhi sai đều tại san nhi nên mới liên lụy đến sư tôn thái bạch nghe xong mọi chuyện tức giận vô cùng mặt tối lại hai mắt đỏ rực khắp người sát khí đàm đầm, tóc bay phất phới gầm thét nói thiên trì thánh địa lũ xúc sinh này tam đại thánh địa đúng không các ngươi chờ đấy cho lão nương hôm nay lão nương thể sẽ tự tay tiêu diệt các ngươi dám động đến sư tôn của ta dám động đến muội muội của ta thiên trì thánh địa được được lắm nói rồi bốn người lên phi thuyền để đến chỗ đám thiên trì thánh địa thái bạch cất tiếng hỏi san nhi lúc đưa muội trở về sư tôn có dặn dò gì không rồi cô đăm chiêu thầm nghĩ với tính cách của sư tôn làm chuyện gì thì ngài ấy đều sẽ lấy đại cục làm trọng lưu lại đường lui mới đúng san nhi mặt ngơ ngác nghĩ lại những chuyện đã xảy ra rồi hồn nhiên đáp a đúng 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 là sư tôn có dặn qua san nhi đưa chiếc nhẫn không gian ra rồi nói sư tôn dặn muội đưa cái này cho mọi người sư tôn nói mọi người phải cố tận dụng thứ này để tu luyện cho thật tốt chờ ngài ấy quay lại lại ngọc san nghe xong ngạc nhiên hoảng hốt nói cái gì cô hỏi lại san nhi nguyên văn lời dặn của sư tôn là như vậy ư San nhi hai mắt tròn xoe nhìn mọi người rồi gật gật cái đầu ra các phục thủ thủy bên tay lại ngọc san sư tỷ sư tôn đã lệnh cho chúng ta tu luyện cho thật tốt vậy nếu bây giờ chúng ta đi tìm ngài liệu có phải sẽ bị Nói đến đây là hai người tự hiểu ý nhau, Lại Ngọc San mồ hôi tuôn rơi, mặt tỏ vẻ hơi rén. Thái Bạch vẫn rất bình tĩnh, cất tiếng nói nhưng giọng cũng vẫn đầy bất an, "Được rồi, trách phạt thì trách phạt, dù sao cũng sắp đến nơi rồi." Chiếc du thuyền của mọi người đáp xuống một hố đen vũ trụ sâu thẳm. Sa Nhi ngạc nhiên nói, "Ơ, rõ ràng lúc muội rời đi mọi thứ vẫn còn ổn, sao hiện giờ lại biến thành như này rồi?" Thái Bạch hướng ánh mắt xuống chiếc hố đen rồi nói, "Hẳn là sư tôn đã sử dụng cấm thuật." Sa Nhi giọng đầy kinh ngạc, hai mắt long lanh nói, "Cái gì cơ?" Cảnh tượng này là do sư Tôn gây ra ư? Cái này cũng quá kinh khủng đi. Lại Ngọc san dục mọi người, đi thôi, ta đã thử thăm dò qua, xung quanh nơi này không hề có khí tức của người sống. San Nhi vẻ mặt lo lắng nhìn Thái Bạch hỏi, "Tỷ tỷ, vậy chúng ta không đi tìm sư Tôn nữa sao? Lỡ như hiện giờ ngài ấy đang..." Gia Các Phục nghe San Nhi vậy liền cau mày, lớn tiếng nói, "Tiểu muội muội, ngươi đang quá coi thường sư Tôn quá rồi đấy. Với sự tôn mà nói, cảnh tượng hoang tàn thế này chỉ là tiện tay vung một cái mà thôi." Mọi người bắt đầu bàn bạc lại, ra Các Phục nói, thừa lúc còn chưa bị bắt gặp chúng ta nên nghe lời sư tôn quay về tu luyện nói không chừng vài ngày nữa ngài sẽ trở về kiểm tra tiến độ tu luyện cũng nên lại ngọc san cũng đồng tình với gia cát phục liền cất tiếng nói cũng đúng sư tôn vừa mới hồi sinh nói không chừng muốn ra ngoài đi dạo một vòng giải tỏa yêu sầu nha lý bạch đáp ừm có đạo lý San nhi gật gù nói được được rồi lúc này dạ bác đang ngồi trong rừng nhắm chặt mắt dựa người vào thân cây không gian thật tĩnh lặng tay anh nắm chặt viên linh thạch để hấp thụ linh khí và đó cũng là viên linh thạch cuối cùng còn lại Dạ Bắc mở mắt ra nhìn viên lịch thạch trên tay rồi nói, mấy ngày nay ta đã dùng hết số linh thạch trong những không gian của tên bán đề kia, tiếc là thương thế quá nặng, mới chỉ khôi phục được một phần 10. Dạ Bắc nhìn về xa xăm, ánh mắt buồn bã nói tiếp, xem ra vẫn nên màu chóng tìm biện pháp thoát khỏi cái không gian hỗn độn này mới được. Vất vả lắm ta mới hồi sinh, sao có thể lãng phí thời gian ở cái nơi chết tiệt này. Dạ Bắc đứng dậy, nhìn chằm chằm vào lỗ hổng không gian rồi lạnh lùng nói, chọn ngươi đi. Anh bắt đầu khởi động công lực, linh khí tích tụ trong lòng bàn tay, phát ra những tia điện xét. Dạ Bắc hô lớn, lôi đình vạn kích, rồi dồn mọi công lực về phía vết nứt không gian kia. Anh thầm nghĩ, còn thiếu một chút nữa, không gian hỗn độn lúc này đang dịch chuyển, tia sét điện lóe ra dập trời. Dạ Bắc cười lớn hả hê nói, cuối cùng cũng thoát khỏi nơi quỷ quái kia. Đột nhiên anh giữ người lại, hình như cảm nhận có điều gì đó sai sai. Dạ Bắc ngoài người nhìn xuống đất, hai mắt đầy hoang mang, hoảng hốt nói, "Trời ơi, cái này là, trời ơi thì ra là anh đang rơi lơ lửng trong không trung, dưới đất toàn là cây cối." Dạ Bắc tự trấn an bản thân, bình tĩnh nào, với cường độ thân thể hiện giờ của ta cho dù không có linh lực hộ thể thì cũng lắm cũng chỉ là mấy vết thương nhẹ thế rồi anh rơi tọt xuống dưới đất dưới lòng đất còn in hẳn vết người anh vẻ mặt dạ bác đầy cam chịu anh nói dù sao kinh mạch cũng đã trọng thương thêm mấy vết nữa cũng không thành vấn đề đột nhiên anh nhắm chặt mắt lại trông có vẻ hơi đau đớn nói tiếp chỉ cần từ giờ tìm cơ hội dưỡng thương cho thật tốt là được hai ngày trôi qua dạ bắc ở đây hòa mình vào thiên nhiên chịu khó trị chị thương anh thầm nghĩ rốt cuộc sau hai ngày cũng hồi phục được nửa thành linh lực tốc độ chữa trị kinh mạch đang dần tăng lên. Dạ Bắc khổ sở lê lết tấm thân, một tay chống xuống dưới sàn để làm trụ cho cơ thể, mặt nhân nhó nói, giờ ngồi sổm là không thành vấn đề, cơ mà vẫn chưa thể đứng lên đi lại được. Dạ Bắc đang ngồi khoanh chân tĩnh tâm trị thương, thì đâu đó vang vọng tiếng cười nói đầy khiếm nhã, "Mỹ nhân, người cho rằng có thể thoát khỏi tay chúng ta sao?" Một cô gái mặc váy xanh tóc hồng đang bay vút trên không trung, vẻ mặt cô đầy nhăn nhó, có vẻ đang cố gắng gượng chống chịu. Đằng sau cô ta là ba tên mặc áo đen bay rượt đuổi, bọn chúng lớn tiếng đe dọa, toàn bộ sung hư thiên vực đều đang truy nã người nhân nhân đường các ngươi ta thấy tốt nhất là ngươi mau mau thúc thủ chịu trói đi bớt nói nhằm đi vất vả lắm mới tìm được khách hàng nếu có thể bắt sống ả à, vậy chính là có thể đổi một bộ bí tịch công pháp phẩm chất thánh gia nghe vậy cô gái tóc hồng mặt tức tối vô cùng nắm chặt đôi bàn tay dạ bắc mở mắt ra ngước nhìn lên bầu trời lòng thầm nghĩ nhân nhân đường ư chẳng lẽ là nàng đám người áo đen vẫn tiếp tục đuổi theo trương lạc tuyền một tên áo đen nở nụ cười biến thái nói tiểu mỹ nhân đừng chạy nữa ca ca hứa lát nữa sẽ nhẹ nhàng với ngươi mà đám người áo đen còn lại cũng nở nụ cười hùa theo nhìn đám người đang theo sát mình trương lạc tuyền vẻ mặt hiện lên sự lo lắng trong lòng nghĩ lũ dâm tặc nếu hôm nay không thể trốn thoát được cho dù chết tao cũng sẽ không để lên tụy đến hội trưởng đại nhân đám dâm tặc đằng sau tiếp tục đùa giỡn nói tiểu nha đầu đến đây đi ta đảm bảo ngươi sẽ bình yên vô sự dạ bắc đứng trên một cành cây không xa thu hết cảnh này vào trong mắt dường như thấy ai đó đang nhìn mình trương lạc tuyền quay qua chỉ thấy dạ bắc gương mặt thân thiện nở nụ cười nói lại đây trương lạc tuyền cũng không còn cách nào cả chỉ có thể tin tưởng vào dạ bắc trước mặt chứ để đám vô lại đằng sau bắt được chắc chắn sẽ chết thế rồi trương lạc tuyền đạp chân vào thân cây bên cạnh chuyển hướng sang phía của dạ bắc trương lạc tuyền nhanh chóng bay đến trước mặt dạ bắc dạ bắc nhìn thấy người đã tới ngồi khoanh chân một chỗ giọng nhàn nhạt hỏi nhân nhân đường y trị đại đạo trương lạc tuyền gật đầu đáp không sai trên gương mặt là sự nghi ngờ và đề phòng không biết người trước mặt là bạn hay thù dạ bắc từ từ đứng dậy nói ngươi biết bạch ngọc linh không trương lạc tuyền đáp đương nhiên biết bạch hội trưởng không chỉ là người sáng lập gia nhân nhân đường mà còn lại y sư vĩ đại nhất dạ bác đưa tay chống cằm mà suy ngẫm ừm đúng là nhân họa đắc phúc ngoài ý muốn không chỉ cứu được một mạng người mà còn có được manh mối về đệ tử xếp hạng thứ 99. như nàng vốn ở sung hư đại vực lại còn sáng lập nhân nhân đường vậy mà vì sao nhiều năm như vậy rồi cũng không liên hệ với các sư tỷ của nàng lúc này đám người áo đen đã đuổi tới nơi trương lạc tuyền nhanh chóng trốn sau lưng dạ tử sợ hãi hô lên chúng chúng đến rồi câu nói này đánh thức dạ bắc đang chìm trong suy nghĩ của bản thân dậy đám người áo đen nhìn dạ bắc cười khinh bỉ nói mỹ nữ chạy đi chứ sao lại không chạy nữa rồi nghe lời này trương lạc tuyền nhanh chóng túm chặt áo dạ bắc tránh né cái nhìn tà đạo của bọn chúng đám người kia không sợ chết mà nhìn nhau cười người cho rằng moi đâu ra một tiểu tử huyền cảnh tầng 3 tầng 4 là sẽ được cứu tốt nhất nên từ bỏ chống cự ngoan ngoãn nép vào lòng của phỉ ca đi không sai chỉ cần nghe lời ba huynh đệ bọn ta xin hứa chắc chắn sẽ nhẹ nhàng với ngươi Dạ Bắc bị bọn chúng coi thường thì nở nụ cười nói, không biết các ngươi đã từng nghe qua một câu, người đang làm, trời đang nhìn, thiện làm thiện, ác làm ác, không giả không báo, chỉ là thời thơ chưa tới. Đám đâm tặc không thèm để lời của Dạ Bắc vào trong mắt, kinh thường nói, ồ, nói đạo lý sao, cơ mà chỉ bằng cái cơ thể đã tàn phế một nửa này, người đủ sức làm anh hùng cứu mỹ nhân không đấy. Tên khác cười phá lên nói, nói phép cũng hơi quá rồi đấy. Dạ Bắc trở lên nghiêm túc, đưa một ngón tay chỉ lên trên trời, miệng nhếch nụ cười. Nói phép, vậy ta hỏi ngươi một câu, hiện giờ các ngươi có cảm giác được trên trời có người đang nhìn chằm chằm các ngươi không dạ bắc vừa nói xong câu này một tia xét ngàn vôn từ trên trời giáng xuống dầm một phát tia xét đánh trúng một trong ba tên bọn chúng làm tên đó cháy đen xì khét lẹt hai người còn lại nhìn xác chết đen xì bốc khói trước mặt khuôn mặt ngơ ra sợ hãi không nói được lời nào bọn chúng sợ hãi nghĩ cái quái gì rõ ràng trời quang mây tạnh vậy mà lại đột nhiên bổ số một tia xét đã thế uy lực của tia xét cũng mạnh quá đi hai tên quay ra tức giận nhìn dạ bắc ngươi 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 có phải tiểu tử ngươi lén lút giờ trò dầm một tiếng lại một tia xét từ trên trời phi xuống rơi trúng một tên khác làm tên đó lại thành một con gà cháy đen xì tên còn lại lúc này mới biết sợ hoảng hốt chạy tụt quần đi dạ bắc sao có thể để hắn chạy trốn được anh nở nụ cười nói à đúng còn một câu quên nói cho ngươi lúc người phân vân liệu có phải mình gặp quỷ hay không thì đừng hoài nghi bởi vì cảm giác của người là chính xác rồi đấy một tia xét lại từ trên trời rơi xuống rơi vào người của hắn ta làm hắn đang chạy cũng thành một đám bụi đen xì Trương Lạc Tuyền toát mồ hôi nhìn ba cái xác đen của đám dâm tặc, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Cái này, rõ ràng khí tức của người này rất yếu ớt, vậy mà vừa rồi, chỉ cần đứng yên một chỗ, không hề nhúc nhích, dùng miễu sát giết được ba tên thân tính cảnh cao thủ trong nháy mắt. Thấy ánh mắt của Dạ Bắc nhìn qua, Trương Lạc Tuyền bèn cúi đầu cảm tạ, "Tiểu bối Trương Lạc Tuyền, phân nhánh dược thiện thứ năm của nhân nhân đường, tạ ơn tiền bối đã ra tay cứu mạng." Dạ Bắc nhàn nhạt nói, "Nói cho ta biết về hội trưởng đại nhân của các ngươi, từ đầu tới cuối, không sót một chữ." Trương Lạc Tuyền cúi đầu đồng ý, vâng tiền bối trương lạc tuyền cũng dạ bác tìm một chỗ trong rừng có thể ngồi xuống nói chuyện trương lạc tuyền bắt đầu kể 300 năm trước bạch hội trưởng trong một lần lẩn trốn những thánh điện này đã vô tình bị bọn chúng khám phá ra thân phận sau đó ngày ấy đã bị người của thiên trì thánh địa bắt đi mặc dù ngày ấy đã cương quyết từ chối gia nhập với chúng trương lạc tuyền ngồi trên một gốc cây khô cúi mặt lên giọng phẫn ốt kế tiếp thế nhưng chúng vẫn không buông thà giam lòng ngài ở thiên trì thánh địa dòng dã suốt 100 năm không để rời đi dù chỉ nửa bước dạ bác lúc này rơi vào trầm ngâm trương lạc tuyền nói tiếp đến năm thứ 150, cuối cùng thì hội trưởng cũng chiếm được một chút tín nhiệm. Lúc này Thiên Trì Thánh Địa mới đồng ý để ngài đến Sung Hư Đại vực, kiếm y chi đại đạo nhân tài, nhưng sau lưng hội trưởng luôn có một nữ nhân thánh vương cường giả âm thầm giám sát. Năm thứ 250, sau khi trải qua nhiều vỏ bọc khác nhau, rốt cuộc thì hội trưởng cũng đã sáng lập gia nhân nhân đường. Ngài âm thầm xây dựng một đoàn thể từ vô danh vô tức trở nên cường đại, mặt khác còn phải người đem hết toàn lực tìm kiếm khởi tử hồi sinh chi đạo. Dạ Bắc không nói gì, im lặng nghe và nghĩ, đem hết toàn lực tìm kiếm, khởi tử hồi sinh chỉ đạo thấy dạ bắc im lặng trầm ngâm trương lạc tuyền lên dừng lại gọi tiền bối ngài dạ bắc đáp tiếp tục đi trương lạc tuyền tiếp tục kể mọi thứ cứ phát triển bình yên như vậy trong suốt 50 năm cho đến hơn 10 ngày trước hội trưởng rút cuộc cũng đột phá được thánh nhân cảnh nhưng điều không ngờ tới là phải thiên trì thánh địa nhị thánh tử bỗng nhiên thỉnh cầu thiên trì thánh vương muốn hội trưởng phải giả cho hắn nhưng sao hội trưởng có thể đồng ý việc như vậy thế là ngày bí mật thông báo cho tất cả người của nhân nhân đường lập tức phản loạn dùng tốc độ cao nhất thoát khỏi xung hư vực đồng thời giao cho một số người gửi tin tức đến các thiên vực khác cố gắng lan truyền càng rộng càng tốt. Trong lời kể của Trương Lạc Tuyền, Bạch Ngọc Linh gấp gáp giao đồ vật cho một người và nhờ người đó, ngày đưa phương thuốc này đến nhân nhân đường, các nàng sẽ tự hiểu. mặt Trương Lạc Tuyền trở nên buồn bã, nói, chỉ còn 15 ngày nữa, lễ thành hôn sẽ được cử hành. Hội trưởng đại nhân đã từng nói với đám tâm phúc chúng ta, cho dù phải chết, ngày ấy tuyệt đối cũng sẽ không đến Thiên Chỉ Thánh Địa. Bỗng nhiên tiếng động lớn vang lên, mặt đất dưới chân họ bỗng xuất hiện ra những rãnh lớn, Dạ Bắc Uy Nghi đứng đó, Trương Lạc Tuyền ngồi trên đất, có chút hoảng sợ. Xung quanh cùng phong bắt đầu nổi lên, Trường Lạc Tuyền lo lắng hỏi Dạ Bắc, "Tiền bối, người không sao chứ?" Dạ Bắc im lặng không đáp, qua lời kể về những việc làm của Thiên Trì Thánh Địa, Dạ Bắc rất tức giận nghĩ, "Thiên Trì Thánh Địa, các người thật đúng là không muốn mặt mũi, dám giam lỏng đồ nhi của ta suốt 300 năm, lại còn ép nàng gả cho người khác, tiểu đồ đệ, để người phải chịu tủi nhục trong 15 ngày này rồi. 15 ngày nữa vì sư nhất định sẽ cho Thiên Trì Thánh Địa một lễ vật, một lễ vật đủ để chấn động toàn bộ Cửu Thiên Thập Địa." Dạ Bắc im lặng trầm tư một lát, rồi lên tiếng đáp lời Trương Lạc Tuyền, "Không có gì, ta mới đến sung hư đại vực được hai ngày ta và hội trưởng của các người từng là bạn cũ cho nên không thể không phẫn nộ khi nghe những chuyện này được dạ bác hỏi một câu làm trường lạc tuyền giật mình phải rồi trình độ y chí đại đạo của ngươi thế nào được hỏi về y chi đại đạo trường lạc tuyền liền vỗ ngực tự hào nói tiền bối cái khác thiếu nữ không dám nói chứ nói về y chi đại đạo bất kể là nạn nhân bị thương nặng đến đâu tiểu nữ đều có thể cứu trở về nghe đến đây dạ bác nói tiếp vậy người xem giúp ta một chút đi trường lạc tuyền liền đáp vâng tiền bối nhìn trương lạc tuyền thân thể căng tròn tràn đầy sức sống dạ bắc thầm cảm thán mẹ đây chính là vú em trương lạc tuyền tiến lại gần dạ bắc bắt mạch cho cậu gương mặt lo lắng trời đất cái này tình trạng cơ thể của tiền bối quả thật rất rất tệ nhưng sau bị thế này rồi mà vẫn còn sống được tới tận bây giờ nhỉ